Sử dụng kem chống nắng là phần không thể thiếu trong việc chăm sóc da mỗi ngày, bởi lẽ đây chính là bảo bối giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỏng manh trước sự tấn công của các tác nhân bên ngoài, nhất là tia tử ngoại, UV, giảm nguy cơ lão hóa da sớm. Ung thư da và các bệnh lý liên quan đến sắc tố da, kem chống nắng vật lý Imikinkage 32 phù hợp cho da dầu mụn. Công dụng chống nắng với cơ chế vật lý, chống nắng phổ rộng giúp hình thành màng bảo vệ, ngăn ngừa da hư tổn, sạm nám, đốm nâu, đồi mồi trên bề mặt da. Cung cấp độ ẩm vừa đủ, không gây bóng nhờn. Công nghệ vi xốp giúp hấp thụ dầu thừa trên bề mặt da, đem lại làn da khô thoáng, mịn màng, phù hợp cho làn da nhờn mụn. Kết hợp các chất chống oxy hóa như thiothiazide, vitamin C, trà xanh phá hủy gốc tự do để bảo vệ da, giúp ngăn ngừa những thương tổn cho da một cách triệt để. Dòng mát lên toner nhẹ lên da siêu đẹp, hợp mọi loại da, đặc biệt là da dầu, mụn, lỗ chân lông to, da sau điều trị. Xuất xứ, Mỹ, màu sắc, màu trắng kem. Thương hiệu Imikinkage là kem chống nắng số 1 được 100% bác sĩ da liễu khuyên dùng. Kem chống nắng duy nhất chưa tế bào gốc và hoàn toàn có thể bôi lên vết thương hở, giúp da dày khỏe, thậm chí sáng dần lên sau mỗi ngày sử dụng. Cực kỳ thích hợp với da yếu, da nhạy cảm, da sau laser. Bờzot Spectrum chống nắng quang phổ, cực rộng giúp chống lại mọi yếu tố gây hại từ tia UVA và UVB. Dưỡng ẩm, ngăn sự thoát hơi nước bởi sức nóng mặt trời. Tạo lớp nền khô thoáng, sáng mịn không lo bóng dầu. Đa số chị em phụ nữ dùng sai kem chống nắng và hậu quả đặc biệt là da dầu nhiều mụn gây bí tắc lỗ chân lông, da nổi mụn, tăng tiết nhờn. Dùng quá liều lượng khiến da dị ứng nặng, sử dụng sai với tuyếp da khiến tăng tình trạng nám, ung thư da gấp 2 lần. Vì thế, kem chống nắng Imikinkage được phát triển dựa trên từng nền da khác nhau, mang đến hiệu quả tối ưu nhất. Imikinkage có 3 loại: Jovention Daily Matte Le Moitu Vigel Free SPF 32, kem chống nắng dành cho da dầu, cung cấp độ ẩm vừa đủ, không chứa dầu, phù hợp cho cả da dầu mụn và không gây bóng nhờn. Hyper Revention Daily Hyja Moitu Gizel SPF 30, kem chống nắng dành cho da khô, cung cấp độ ẩm tối ưu, chống mất nước qua da. Ba Jovention Daily Anti-Mate Protection Moitu Gizel SPF 50, kem chống nắng dành cho da hỗn hợp, da sau điều trị, nuôi dưỡng, sửa chữa và phục hồi các sợi DNA bị tổn thương. Thành phần: 9% zinc oxide, 7.5% octinoxate, vitamin C, BV, OSC, vitamin C. Cách sử dụng: xịt ra tay, thoa đều khắp mặt, vỗ nhẹ cho sản phẩm thẩm thấu đều vào da. Lượng kem mỗi lần sử dụng khoảng một lóng tay, ngón tay trỏ cho cả mặt và một lượng tương tự cho vùng cổ. Thoa trước khi ra nắng 15 đến 30 phút, thoa lại mỗi 2 giờ hoặc sau khi rửa mặt hay ra nhiều mồ hôi. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc bạn có thể mua trên Shopee, Sen Đỏ. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.